Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me... Chào tất cả các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Mình đang có mặt tại khu vực đại lộ Vinh Cửa Lo, đoạn đi qua xã Nghi Xuân nha các bạn. Khu vực này là địa bàn xã Nghi Xuân nhưng mà giáp với Nghi Hòa và Nghi Thạch các bạn ạ. Ở đây ấy, là người ta cũng có một cái khu vực tập kết vật liệu các bạn này. Các ô tô tải đến đây lấy vật liệu, sau đó lại chở đi san nền ở những khu vực khác của đại lộ Vinh Cửa Lo. Núi vật liệu khổng lồ. Đoạn này thì đại lộ Vinh Cửa Lo nhá, rộng tới tận 160m mặt cắt ngang các bạn ạ. Và chủ yếu ấy, cái đoạn đi qua xã Nghi Xuân là 95m. Chỉ có một đoạn gần giáp với Nghi Hòa, Nghi Thạch này là 160m mặt cắt ngang thôi. Còn ở Nghi Phong ấy, thì đại lộ Vinh Cửa Lo đi qua ấy, là cái đoạn đó là mặt cắt ngang là 95m nha các bạn. Mình đang đi bên trong cái khu vực mà thi công đại lộ Vinh Cửa Lo. Đoạn này là người ta lun nền rất đẹp rồi các bạn ạ, rất mượt luôn. Đang đi theo hướng từ Cửa Lo về Vinh. Các bạn thấy nhá, khu vực này dân cư tương đối là trù phú các bạn này. Những cái căn biệt thự nhỏ nhỏ nhưng mà đẹp. Bên này là công ty thép Hoàng Ngọc ấy. Công ty trách nhiệm hữu hạn là chuyên cung cấp thép rồi xi măng rồi vật liệu xây dựng. Nghi Xuân là một cái xã mà sắp tới cũng sẽ được sắp nhập vào thành phố Vinh. Và trong các xã được sắp nhập thành phố Vinh ấy, thì có hai cái điểm đáng đầu tư nhất là Nghi Phong và Nghi Xuân các bạn ạ. Hai cái địa phương mà có quỹ đất rất đẹp nằm bám theo đại lộ Vinh Cửa Lo. Căn biệt thự màu trắng này rất đẹp các bạn ạ. Đợt này ấy, thì mình thấy nhá, các xe thi công ấy là người ta dàn đều ở toàn tuyến đại lộ Vinh Cửa Lo luôn. Kể cả Nghi Phong, Nghi Xuân rồi ở Nghi Đức, Nghi Phú, xe thi công cũng khá là nhiều. Còn trước đây ấy, thì mình thấy là người ta chủ yếu tập trung ở một đoạn, thi công từng đoạn một, thì bây giờ là dàn trải toàn tuyến. Tức là mình thấy là cái tốc độ rồi cái sự thúc đẩy thi công của đại lộ Vinh Cửa Lo ấy, là ngày càng nhanh hơn và ngày càng được chú trọng hơn. Bữa trước ấy thì thấy có một đoàn cán bộ người ta cũng xuống kiểm tra toàn biển xanh luôn. Các bất động sản các bạn cần lưu ý khi đầu tư xung quanh đại lộ Vinh Cửa Lo nhá. Đương nhiên ấy, số 1 ấy thì vẫn là các bất động sản bám theo mặt đường đại lộ Vinh Cửa Lo. Thứ hai là các khu quy hoạch, chẳng hạn như là các khu quy hoạch tái định cư hay là các khu đất đấu giá. Vừa rồi thì đất đấu giá ở Nghi Phong ấy, mặc dù rất xa đại lộ Vinh Cửa Lo, ngay gần quốc lộ 46 ấy, gần đại học Vinh Cơ Sở 2 ấy, thì cũng rất là hút các bạn ạ. Rất nhiều nhà đầu tư và môi giới đổ về. Những chiếc xe thi công các bạn này, rồi có cả xe bùn tưới nước nữa. Năm nay là năm giải ngân vốn đầu tư công. Và từ tháng 3 đến giờ ấy, là ngân hàng nhà nước cũng đã hạ lãi suất điều hành mấy lần rồi các bạn ạ. Chứng khoán vừa rồi ấy, cũng tăng rất là mạnh. Có những mã tăng tới tận 20-30%. Tính từ cái thời điểm mà ra Tết ấy, là nói chung á, là các bạn mua chứng khoán ấy, các mã cổ phiếu từ cái thời điểm ra Tết là hầu hết là lời 20-30% hết. So với vùng đáy ấy, còn chứng khoán ấy là nó sẽ đi trước bất động sản khoảng vài tháng. Mình tin chắc á, là giờ đến quý 3, quý 4 ấy, đến cuối quý 3 rồi quý 4 là bất động sản là chắc chắn là sẽ rất nhộn nhịp. Mà thực ra là vừa rồi mình thấy ở Nghi Phong ấy, thống kê giao dịch ấy, là cũng khá là nhiều rồi các bạn ạ. Nghi Phong, Nghi Xuân, các khu tái định cư, các khu đấu giá, rồi đất có lượng tiền nhỏ, tầm tiền khoảng tầm 1,5 tỷ đổ lại, khá là nhiều nhà đầu tư.
Các bạn thấy không? Mình đang đi ở khu vực này đấy, mình thấy rõ là những ở trên nền đường nhá, có những cái chấm đỏ đỏ đấy các bạn này. Là người ta đang bắn mốc từng làn đấy. Từng làn đường đấy có những cái chấm đỏ đỏ đấy các bạn thấy không? Đó. 12 làn đường tất cả các bạn ạ. Đoạn này là chuẩn bị tiếp giáp với Nghi Phong này các bạn này. Nghi Xuân tiếp giáp Nghi Phong này này. Thì xin chia sẻ với các bạn là ngay bên phải đại lộ Vinh Cửa Lò theo hướng mình đi ấy là quy hoạch khu đô thị thể thao. Quy hoạch vài trăm hecta, nó sẽ giống như cái khu liên hiệp thể dục thể thao Mỹ Đình ấy. Nó kéo dài từ Nghi Xuân, Nghi Thạch về phía Nghi Phong mấy trăm hecta. Ví dụ như là khu đất tái định cư Nghi Xuân là nó ngay đối diện khu đô thị thể dục thể thao luôn. Hoặc là các bạn có thể tìm các lô đất mà quanh quanh khu vực ủy ban ấy, rồi quanh quanh cái khu vực mà khu tái định cư Nghi Phong, đi lên một tí ấy là nhìn view ra là khu đô thị thể thao. Còn ở dưới Nghi Xuân thì mình nghĩ là các lô đất lối 2 của đại lộ Vinh Cửa Lò, rồi các lô đất thuộc khu đất tái định cư là cũng khá là gần với khu đô thị thể thao, tức là đối diện đấy. Khu đô thị thể thao bên này đường thì khu tái định cư Nghi Xuân là bên kia đường. Mình thấy nền đường đấy làm đẹp lắm đấy các bạn. Khu vực này là thuộc xã Nghi Phong rồi. Nền đường làm đẹp rồi. Cũng nhanh thôi. Cái chiều cao nền đường ở trong này cũng gần bằng với ngoài kia rồi. Ngoài kia thì các xe thi công ấy thì người ta cũng đang làm mương cống rồi làm vỉa hè. Nền đường cứ mỗi một lần đi qua là thấy sự khác biệt. Đây, các bạn thấy không? Mấy cái xe múc rồi xe bồn là người ta đang đổ mương cống đấy, làm vỉa hè rồi làm mương cống. Sau này đại lộ Vinh Cửa Lò mà xong vỉa hè là đẹp nghiện luôn. Đây các bạn thấy này, đó. Con đường này mà xong ấy thì cái lưu lượng xe cộ sẽ tăng lên khá là nhiều đấy. Các bác thi công đường. Đoạn này là thuộc trung tâm xã Nghi Phong. Hai bên đường là người ta xây biệt thự rất đẹp rồi các bạn ạ. Đây, góc bên này, biệt thự đẹp này. Bên này thì cũng có những cái tòa nhà 3 tầng người ta xây để làm văn phòng. Văn phòng mình là ở bên này luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Cà phê Phong Thái, bất động sản Tuấn Thịnh ấy. Các bạn có nhu cầu tìm bất động sản tại xã Nghi Xuân và xã Nghi Phong thì có thể liên hệ mình nhé. Số điện thoại 0968 420275. Nếu như các bạn không đầu tư xung quanh đại lộ chiến lược này ấy, thì thực sự là ở Nghệ An mình ấy cũng không có chỗ nào đáng đầu tư hơn đâu, và cũng không có chỗ nào an toàn hơn đâu. Và tỷ suất sinh lời ấy là sẽ rất cao, đặc biệt là Nghi Phong và Nghi Xuân. Các bạn mua đất ở những cái vùng mà giá đang còn có dư địa tăng giá ấy, thì mới lời được. Còn ví dụ như các bạn mua đất Vinh, những cái lô đất mà đường kinh doanh thì giá cũng cao rồi, không nói đến. Nhưng mà các bạn cái tầm tiền 2-3 tỷ là cũng chỉ mua được đường nhỏ thôi, thì cũng chả kinh doanh được. Kể cả có cho thuê ấy, thì cũng không ăn thua đâu. Những cái bất động sản đó, những cái bất động sản mà gọi là bất động sản dòng tiền ấy, thì chỉ mang tính ổn định thôi. Còn để đột phá được ấy, thì phải đầu tư các bất động sản lãi vốn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Welcome to my party. We're just getting started. A life